Mến chào tất cả các bạn đã đến với kênh BOY KING TV. Thì tiếp tục video em sẽ là cập nhật giá ớt chỉ thiên hàng ngày cho quý anh chị và các bạn cùng tham khảo. Thì hôm nay thì do bận một số công việc nhà nên em ra video hơi trễ một chút xíu. Thì em cũng đi thực tế và khoảng 10 giờ em sẽ cập nhật giá cả chính xác ở tại vườn cho quý chị anh chị và các bạn cùng tham khảo. Thì anh chị và các bạn có trồng ớt, có quan tâm đến giá ớt rồi vui lòng nhấn chuông, nhấn đăng ký thông báo để nhận thông báo sớm nhất về những video mà em cập nhật hàng ngày sẽ để cho quý anh chị dễ dàng xem và tham khảo. Thì khoảng tầm 11 giờ ngày 19 tháng 1 2021 với giá ớt hiện tại tăng nhẹ hơn so với ngày hôm qua, dao động khoảng tầm giá 103 đến 105.000 đồng trên 1 kg. Thì từng vườn ớt tốt xấu, từng đợt hái và từng lứa hái mà có giá trả khác nhau. Thì cụ thể các bạn đang xem là cái đám ớt của anh Trung ở Cồn Châu Ma với thương lái trả là 105.000 đồng trên 1 kg. Thì giá ớt hàng ngày sẽ có những biến đổi và cập nhật thường thì nó sẽ thay đổi tùy, có lúc thì lúc sáng tăng, chiều có thể sụt giảm. Nói chung là sáng chiều có thể thay đổi giá cả khác nhau. Thì nếu mà giá cả có thay đổi thì em sẽ đăng lên đất cộng đồng để cho quý anh chị và các bạn cùng tham khảo. Quý anh chị và các bạn có xem video có biết giá cả, có bán ớt có biết giá cả ở đâu thì vui lòng comment ở dưới bình luận dưới video để mọi người xem sau, video sau có thể tham khảo. Thì video có gì sai sót thì mong quý anh chị và các bạn thông cảm. Cuối video thì thân ái chào tất cả các bạn, hẹn gặp các bạn trong video clip tiếp theo. Bye bye. Nhót thiệt cái chứ bơ phải cho gáo cho người ta chứ nó phải nhót. Sáng có sương nữa ta. Lên YouTube này từ không? Chưa, mới có bật cỡ tháng nay, bật kiếm tiền tháng nè. Tiền cũng nhờ mấy ớt này nè, nó mới đi quay mấy ớt này không nè. Mấy ớt kiếm tiền. Coi cái tên vậy cho ngon câu like cũng lạnh ngay. BOY KING TV. Chứ ông để giá ớt không gặp tôi đúng không? Giá ớt hôm nay là gặp tôi. Không rồi. Giá ớt là gặp đúng không? Giá ớt hôm nay để cái Cồn Châu Ma Trà Bá đó là nó đó. Thôi mày về mày chở rút lên nó đủ quá của người ta sao mà cái chìa khóa ấy không mày để đây mày để xe gì hả mày uống nào cũng lên chảy từ không chở đậu lên chảy lấy chìa khóa nó chở nó lo đại đồng. Đây tới chiều còn lên nữa. Lên nữa hả? Rồi chết giá luôn hả? Có. Hay là giao kèo lên thì tính lên đó phải không? Sọc tính sọc lái không á chịu đúng rồi chơi cái này là đồ quái chắc ăn nữa mà chơi này còn hơn quýnh bè cào nó như chấp trước luôn á luôn để chứ bộ chơi một cửa à bù lái chịu lão có lên vô bao nữa các bạn đắp thêm rồi thương lái căng tại vườn nữa các bạn tại đồng luôn đó tự này 5-600 gì hả? Giữ ra trong ngoài